là buổi đầu tiên trong cái chuỗi tư vấn tuyển sinh theo nhóm. Thật ra thì trong thời gian vừa qua thì rất là cảm ơn các vị phụ huynh là rất là tin tưởng thầy Ngọc, và đã rất nhiều người đã đặt lịch để được tư vấn trực tiếp một một với thầy. Tuy nhiên là do cái quỹ thời gian của thầy cũng rất là có hạn, và nếu như mà thầy giúp được trường hợp này mà không giúp được trường hợp khác thì thầy cũng cảm thấy rất là áy náy. Cho nên là thầy có cùng với bên Học Mãi thì xây dựng cái chương trình, chuỗi chương trình là tư vấn hướng nghiệp theo 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 dạng webinar như này để cho nhiều người có thể tham gia nhất có thể. Vâng, có một phụ huynh tên là Cao Thị Ánh Thùy có hỏi là ví dụ mình xét nguyện vọng 1 vào ngân hàng, nguyện vọng 2 vào trường luật, nguyện vọng 3 vào kinh tế marketing thì người ta có biết là mình xét vào đại học đó là nguyện vọng mấy không, hay người ta chỉ biết là xét vào trường đó thôi. Chị Minh Phương có hỏi là con chị thi khối B được 24,75 và cộng vùng thì được 25,25, nếu mà vào trường Y Dược Thái Bình thì con được cộng 1,5 điểm, học sinh giỏi thì tổng là 26,75. Thầy tư vấn cho cháu nên đặt nguyện vọng như thế nào vào các trường Y Dược phía Bắc. Phụ huynh Phạm Thị Huệ có hỏi là thưa thầy, cháu có nên học ngôn ngữ Anh của trường luật không? Vì có người khuyên là học thế luật không chuyên luật mà ngôn ngữ Anh không ra ngôn ngữ Anh ra trường xin việc khó. Là thi khối B được 26,5 điểm cả cộng thì nên đặt nguyện vọng như thế nào, thích y Hà Nội. Y Hà Nội thì chắc là khó rồi. Phụ huynh là Vũ Thị Thanh Thư có hỏi là con được 25,3 điểm cả cộng mà muốn đăng ký ngành công nghệ thông tin hoặc tự động hóa. Con cứ giải cho thầy bốn cái trường đó và với từng đấy ngành thì chắc chắn là con sẽ đỗ thôi ạ. Vâng, chúc con may mắn. Là cái lĩnh vực mà thầy nghĩ là cơ hội nghề nghiệp rất là nhiều ấy, bởi vì là các văn bản có tính chất pháp lý, thậm chí là mình cứ hình dung đơn giản là bây giờ con mà mình đi du học ấy, thì các cái giấy tờ hồ sơ tài liệu là phải phiên dịch cho tiếng Anh đúng không, thì sẽ phải là những người học ngôn ngữ Anh của trường mật làm việc đó thì mới là chuẩn nhất. Cái ngành thương mại điện tử bây giờ nó đang rất là hot, nhưng mà hot là trong trường hợp mình học những trường tốt đầu cơ, chứ còn mình học những trường nông nghiệp hay là điện lực về thương mại điện tử thì sau này ra trường nó khó cạnh tranh lắm. Nếu như là cá nhân thầy nhá, ở đây thầy chia sẻ với Đức ở góc độ cá nhân, là nếu như là thầy nghĩ rằng là làm bác sĩ ấy, thì nó sẽ danh giá nhất, nó sẽ gọi là cơ hội nó tốt nhất khi mà chúng ta được trực tiếp khám chữa bệnh đó, tức là chúng ta phải là bác sĩ và làm công việc khám chữa bệnh. Thế nhưng mà theo em ấy, thì cái mức điểm này thì mình nên chuyển hướng đi một tí thì sẽ có nhiều lựa chọn tốt hơn nhiều.